Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình tiếp tục live tiếp phần 2 về vấn đề người nghèo ở Mỹ và người nghèo ở Việt Nam khác nhau như thế nào. Có rất nhiều người họ họ nghĩ rằng người nghèo ở Việt Nam là những thành phần gọi là tận cùng của xã hội Việt Nam. Chưa chắc nha anh chị các bạn, chưa hẳn là vậy đâu. Những người nghèo ở Việt Nam họ sống rất là thoải mái, mà những em thanh niên này đó còn tuổi mới hai mấy ba mấy không à, các em rất là giỏi nha. Những người này là các em làm ăn theo sản phẩm đấy, nếu các em mà làm chẳng có đóng thuế đóng má gì cả. Một ngày gì đó các em nói với tôi là các em làm có thể từ 400.000 trở lên, nhưng mà các em chịu khó có thể 600-700.000 một ngày. Các em tự sắm chiếc ghe, một chiếc ghe vậy đó, rồi đi bán đất. Các em đi bán đất, nhiều khi đi đi rồi chơi ai cần đất để đặng mà đổ nền đồ này kia hay là san lấp này nọ thì các em đứng ra các em lãnh, các em cứ bán theo sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều làm ở trăng ít. Các bạn thấy cái người nghèo ở Việt Nam là như vậy. Nhiều khi đừng nghĩ là những người bán vé số ở Việt Nam là họ gọi là bần cùng của xã hội, cũng chưa chắc nha chị các bạn. Nếu mà các bạn mà về Việt Nam sống đó, các bạn thấy nhiều khi những đứa trẻ nó đi học về, nó có trách nhiệm, nó cảm thấy nó muốn phụ cha mẹ, hay là cha mẹ thấy là con có thể phụ được gì thì họ con cái của họ đi ra buôn bán bưng, hay là làm nhân công, hay là làm thuê làm mướn, hay là họ đi bán vé số đó, thì họ có thể kiếm được đồng tiền, họ đứng trên đôi chân của họ, họ mưu sinh. Các bạn thấy rất là tuyệt vời, đó là cái xã hội Việt Nam. Người dân, người nghèo họ tự cung tự cầu và tự cấp, họ đứng trên cái đôi chân của họ. Họ làm như thế này các bạn thấy họ đâu có đóng thuế, nhưng mà ở Mỹ thì các bạn làm phải đóng thuế. Nếu mà những người này mà được thuê á là phải phải đóng thuế lời tức. Anh làm 10 đồng thì anh phải đóng trong đó từ 25 cho đến 39% tùy theo cái lợi tức hàng năm anh thu nhập. Nếu mà anh thu nhập với trên cái mốc của sở thuế đưa ra thì anh sẽ đóng lên tới 39.9%. Các bạn thấy, nhưng mà cái người nghèo ở Mỹ nó là như vậy. Cái người nghèo ở Mỹ đó họ phải sống sống trông chờ vào phúc lợi xã hội. Bởi vì không có phúc lợi xã hội là rất là vất vả và khổ trăm bề. Mà cái phúc lợi xã hội đó ở đâu là do chính từ những người lao động khác đóng vào, mà tôi đã từng chia sẻ anh chị các bạn thấy. Những người đi làm công, những người đi làm nhân công hay bất cứ ai làm ra tiền là họ phải đóng cái thuế lợi tức của họ, mà trong cái thuế lợi tức đó họ còn phải đóng một cái bảo hiểm quỹ xã hội an sinh xã hội để cho những người để đặng mà phụ cho những người nghèo mà họ không họ họ không làm thì họ có tiền họ họ sống họ cầm hơi hàng ngày. Chính vì vậy mà cái tụi chống cộng ở hải ngoại nó đem vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ thế này ra, nó đánh đồng vào cái xã hội Việt Nam, nó đem người nghèo người Việt Nam ra nó đánh đồng. Và những người trong nước họ không hiểu, họ bức xúc, nó tại sao tôi cũng đóng thuế cho nhà nước nhưng mà ở Việt Nam người ta đóng thuế. Họ nói là tôi đóng thuế, tôi đi mua xăng cái này kia, khi tôi mua cái này nọ tôi cũng đóng thuế vậy, nhưng mà cái tiền thuế đó nó chỉ là một phần trách nhiệm của một người công dân trong một cái đất nước, một phần nhỏ nào đó thôi, chứ không phải giống như ở Mỹ nó lấy thuế từ điếu thuốc, từ chai rượu, từ ly bia, từ cái tô phở bát cơm, từ mọi thứ. Cái người mua phải trả thuế, cái người bán ra lợi nhuận cũng phải đóng thuế, cho nên nó lấy được như vậy thì nó chia ra cho những cái người khác. Cho nên chế tụi trong các bạn biết những thành phần mà chống cộng ở Mỹ nó lên mạng thường nó qua sứ tư bản nói ô tôi qua Mỹ tôi được thế này thế nọ, tôi được con tôi đi học không lấy tiền thế này thế nọ, tôi ở nhà thì được lãnh lương tiền trợ cấp. Các bạn biết tụi nó rất là xảo trá và bịp bợm, bởi vì tiền những người khác đóng vào cho tụi nó ăn đấy, rồi nó lợi dụng nó đi làm tiền mặt trong cái cộng đồng người Việt đó. Đấy các bạn thấy chỉ có trong cái cộng đồng châu Á đó nó làm việc nó lãnh tiền mặt để đặng nó trốn thuế, để đặng nó ăn trợ cấp, xong rồi nó lên mạng nó ngồi đó nó kêu gào vô
kêu rào và nó khóc rằng ô Việt Nam là không có nhân quyền, không có tự do, người để cho dân nghèo dân khổ đó. Nhưng mà tụi nó là cái lũ ăn bám, cái lũ dòi bọ, cái lũ ô hợp, cái lũ chống cộng, gọi là gia nô ba họ. Các bạn thấy có những người ở bên Mỹ qua Mỹ mấy chục năm sống lắc lây lất, mặc dù có phúc lợi xã hội nhưng mà cũng không có đủ sống. Vô gia cư, tình trạng vô gia cư ở Mỹ ngày một gia tăng, bởi vì những cái phúc lợi xã hội nó chỉ đủ cầm hơi thôi, nó ép con người ta phải anh phải đi làm, anh phải đóng thuế vào cho chính phủ. Ngoại trừ trường hợp anh lợi dụng đó, mà anh cái phúc lợi đó để anh ăn anh trục lợi rồi anh làm anh đánh tiền mặt. Cho nên lâu lâu á tụi cảnh sát mật vụ Mỹ FBI các bạn thấy nó điều tra, nó thấy tại sao ăn này mấy cái đám này nó ăn phúc lợi xã hội mà sao nó có nhà có xe có cổ. Bắt đầu nó ập, nó ập một cái là nó làm nó mần liền, nó lụm đấy. Thành ra nó lên mạng cái tụi chống cộng ở hải ngoại toàn là lũ ôi hộp không. Tôi nói chuyện các bạn lưu manh giả danh như nước, nhiều thằng nhiều con lên mạng giống như giờ ta đây là trí thức, toàn là lưu manh giả danh trí thức nữa, ghê lắm, nó rất là ghê. Lên mạng có nhiều ông, nhiều bà ở trong nước, mấy ông mà gọi là một thời theo bác bà đảng rồi tiến sĩ rồi tiến sĩ nọ, rồi bắt đầu lên nghe mấy cái đám mà chống cộng hải ngoại nó cho ăn bánh gì vẽ, lên mạng cũng hô hào Việt Nam mà tự do dân chủ hay để nội nhân quyền hay kia, nhưng mà toàn là những thành phần gọi là bất mãn chế độ, mấy thành phần mà lãnh lương hưu của chính phủ làm lãnh một tháng mười mấy 20 triệu tiền hưu, mà lên mạng thì lại bất mãn chế độ, bất mãn cơ chế, bởi vì nó bất tài và vô dụng. Lên rồi hô hào nhân quyền thế này ấy, họ còn tào lao không, mấy cái đám mà dân chủ tự trong nước. Tôi nói chị các bạn chống chống dữ lắm, qua cái Mỹ Mỹ nó cốc động thì còn tôi còn chó. Các bạn nhìn đi đó, con nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó, bây giờ mới mới hối hận. Biết bao nhiêu người các bạn ơi, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Kiến Thành, mấy tay mà đấu tranh dân chủ trong nước, chèn ơi, ở trong nước thì đi ra giống như là ta đây là đạo đức thương dân yêu nước, thấy người nghèo thấy Formosa, tại sao những người kia chất độc bị thế này thế nọ. Qua Mỹ cái Formosa ngay nhà nó đó, nó ra đó nó có dám thưa kiện đâu, không có dám đấu tranh, nó cầm cờ hay nó xuống đó nó yêu cầu chính phủ tiểu bang thôi, cắt xịt thôi, nó dám qua đó mà nó chống đối hay nó biểu tình hay viết báo hay này nọ, viết blog để chống Mỹ để đặng mà lên án chính quyền Mỹ về vấn đề mà Formosa nó vi phạm những cái luật ở bên trại tiểu bang ở đâu, đâu dám chứ, nào nó câm như hến. Cuộc sống mưu sinh các bạn thấy không, cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, không lẽ bây giờ phải ăn bám vào phúc lợi xã hội, mà nó cứ ăn bám vào phúc lợi xã hội nó nhục như con cá nục. Nó nhục như con cá nục vậy. Mà lên mạng Việt Nam không có dân quyền, Việt Nam không có dân chủ, các bạn thấy như thằng Nguyễn Văn Đài không, lên mạng ngày xưa tôi còn tham gia ở mạng Thao Thoát mà các bạn biết tụi chống cộng cho nó dữ dằn lắm, khủng khiếp, nó rất là lưu manh. Thằng Đài nó lên đó các bạn biết cũng hô hào vậy nọ, lừa mấy cái đám chống cộng ở hải ngoại hơn 100.000 đô, rồi bị sau này bây giờ bị trục xuất đuổi ra khỏi nước cho nó đi lưu vong, nó qua bên Mỹ bây giờ nó ngồi qua bên châu Âu nó ngồi nó khóc nó than. Nó gặp tôi nó mày lừa là cái thứ lừa đảo, nó cổng của tụi chống cộng hơn 100.000 đô, hai vợ chồng nó dạy qua châu Âu đó, rồi giờ lên mạng luật sư Phạm Văn Đài gì đó, Nguyễn Văn Đài gì đó, thằng Đài đó, chèn ơi tôi thấy nó nhục thấy mẹ luôn. Mà cái bộ mặt của tụi đó thì cái tụi mà chống cộng, cái tụi mà dân chủ gì nó dày như cái, nó dày như cái bánh bao chiều vậy đó, các bạn biết không, nó dày dặn. Con người của tụi nó đứt dây thần kinh nhục, tại vì sao nó phải chửi cộng sản, nó phải xuyên tạc, nó phải chống phá để đặng nó kiếm cơm và nó mưu sinh, và nó phải nhìn vào đời sống của người dân lao động Việt Nam để đặng mà nó gây sự phẫn nộ và bức xúc. Mà các bạn thấy những người những cái các em như thế này, các em sống vô tư, làm chiều về cuộc sống thoải mái, không có phải gác tay lên chén ngày mai tôi phải xếp hàng xuống với lại mấy cái chỗ mà văn phòng food stamp, văn phòng mà xin phúc lợi xã hội, ngồi đó chầu chực
Rồi phải nhờ người này ký giấy, nhờ kia ký chứng nhận là tôi là thành phần nghèo khổ để được lãnh những cái phúc lợi xã hội đó. Họ đâu cần đâu. Các bạn thấy không? Họ có thể tự mưu sinh, họ đi kiếm cơm. Không cần phải ông chính phủ Việt Nam phải ban cho họ những cái phúc lợi xã hội nào cả. Các bạn thấy không? Họ làm ngày giỏi kiếm 500-600 ngàn ngày. Đấy. Không phải gác tay lên chén flo Âu gì cả. Các em này, mấy em này làm phải nói rất là cừ, tôi nói là rất là hâm mộ, rất là phục. Chính những người này là các bạn biết, chính những cái từng lớp lao động ở Việt Nam này, họ là những người góp phần xây dựng đất nước hùng mạnh. Tại họ tạo ra một cái môi trường sinh thái trong một cái nền kinh tế nó xoay chuyển, và đồng tiền của họ 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 làm ra được, họ mưu sinh bằng mồ hôi sức lao động của họ. Các bạn thấy không? Nó xoay trong một cái xã hội dân sự, trong cái nền kinh tế dân sự rất là lành mạnh. Không phải qua xứ người ta ngồi đó rồi cứ hô hào như thằng Benny Chương, Tân Thái đồ, rồi cái dân thì qua xứ người ta ngồi thì dũa, thằng thì một mắt thì ăn tiền phúc lợi xã hội, rồi lên mạng thì xuống đường xuống cái bà nội cha nó, xuống cái gì đó, bên Mỹ đó đụng với nó đục cái là hàm bên này lội qua hàm bên kia, mũi mũi thì phun máu ra, mắt thì lồi qua một cục, trán thì nứt bên này đập bên nọ, có dám xuống đường đâu. Tôi nói các bạn biết toàn cái thứ khôn nhà dạy chợ, khôn cách áo ôm. Tôi nói mấy đám là chửi mấy cái đám này đã, chửi nói đám này cái là phê. Tôi nói các bạn, tôi chửi mấy cái đám trong cộng này mấy chục năm nay mà tôi chửi, tôi nói tôi cảm thấy sướng lắm. Tôi cảm thấy rất là sướng. Bởi vì cái lũ ô hợp. Thôi thì mình dừng lại ở đây. Xin chào quý bà anh chị em các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.